Vợ của cựu giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng lĩnh án chung thân tội lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, bị cáo Bùi Thị Mai Liên, cựu trưởng phòng hành chính tư pháp của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và là vợ cựu giám đốc sở này vừa bị tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều tối ngày 16 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Mai Liên, cựu trưởng phòng hành chính tư pháp, vợ ông DXS, cựu giám đốc sở này, án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 67 tỷ đồng. Cùng với tội danh này, các bị cáo khác gồm Bùi Hữu Quang Luận, 33 tuổi, cháu ruột bị cáo Liên, lĩnh án 18 năm tù, Chu Văn Sửa, 65 tuổi, công chứng viên văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu, 18 năm tù và Trần Thị Quỳnh Lâm, 28 tuổi, nhân viên công chứng, cháu ruột của Liên, 10 năm tù. Ba bị cáo Liên, Luận và Sửa bị bắt tạm giam từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến nay, còn bị cáo Lâm được tại ngoại vì nuôi con nhỏ. Như chúng tôi đã thông tin, thời điểm ông DXS đang đương chức giám đốc, vợ của ông là Bùi Thị Mai Liên bị hàng chục người làm đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra xác định bà Liên cùng một số đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 35 bị hại. Vào tháng 3 và tháng 4 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên sơ thẩm xét xử nhưng phải hoãn và trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi lừa đảo của bị cáo Liên. Đến ngày 25 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành cáo trạng nêu rõ, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, được sự trợ giúp của Luận, Sửa và Lâm, Bùi Thị Mai Liên đã thực hiện 6 vụ lừa đảo để chiếm đoạt gần 67 tỷ đồng. Liên nhận chuyển nhượng các thửa đất có diện tích lớn của nhiều người trên địa bàn thành phố Đà Lạt, rồi nhờ người vẽ họa đồ tách thành nhiều lô nhỏ để bán kiếm lời. Để có thể mua nhiều đất, Liên lừa bán đất khi sổ đỏ đang cầm cố ở ngân hàng. Chỉ với một sổ đỏ nhưng lừa bán cho hai người. Trong nhiều thương vụ với sự tiếp tay của Sửa, Luận và Lâm, Liên đã làm giả hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng để nhận tiền đặt cọc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Đáng lưu ý, nhiều thửa đất, Liên nhờ người thân, anh chị em họ hàng đứng tên và đang được thế chấp ngân hàng nhưng vẫn làm đơn đề nghị ngân hàng nơi cầm cố tài sản là các thửa đất cho phép liên hệ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt làm thủ tục nhập tách thửa để phân lô. Do cần tiền để trả lãi và chi tiêu, sau khi nhận tiền cọc, Liên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người mua đất. Là chủ đầu tư văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu, Liên yêu cầu Sửa, công chứng viên, trưởng phòng công chứng Đoàn Quang Lưu chứng nhận nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các văn bản thỏa thuận phân chia vị trí, diện tích đất theo họa đồ, dự kiến phân lô, trong khi toàn bộ bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng. Để tránh sự phát hiện của các ngân hàng và người nhận chuyển nhượng, văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu không đăng tải thông tin lên mạng dữ liệu của tổ chức hành nghề công chứng. Vì tin tưởng vào hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng, những người nhận chuyển nhượng đất đã đồng loạt thanh toán tiền theo tiến độ đã ký trên các hợp đồng đặt cọc. Từ đó Liên chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng chục khách hàng. Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Cục trưởng Thi hành án dân sự Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Viết Xuân, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ. Tại kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi ủy và bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy chi cục Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước kéo dài nhiều năm trong thi hành án dân sự. Trong việc phối hợp, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự. Trong thu chi tiền thi hành án, mua sắm, sửa chữa tài sản, trong công tác cán bộ, nhiều cán bộ chấp hành viên bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành thi hành án dân sự, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về chi ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ các nhiệm kỳ 2015, 2020, 2020, 2025 và các cá nhân Nguyễn Viết Xuân, Bí thư chi bộ, Cục trưởng, Phạm Quốc Việt, nguyên Bí thư chi bộ, Cục trưởng, Nguyễn Hữu Hùng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Cục trưởng, các đồng chí nguyên Phó Cục trưởng Nguyễn Duy Quốc, Nguyễn Đức Biên, đồng chí Nguyễn Nguyên Hồng, nguyên Phó Bí thư chi bộ, trưởng phòng tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ.
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Viết Xuân, cảnh cáo chi cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và đồng chí Phạm Quốc Việt, khiển trách các cá nhân Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Duy Quốc, Nguyễn Đức Biên, Nguyễn Nguyên Hồng. Liên quan đến vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra đối với các cục thi hành án dân sự trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, chỉ đạo, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tổng đài cứu hộ bão lũ không phải là nơi để người dân trêu đùa. Thưa quý vị và các bạn, ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế cho biết có người dân gọi đến tổng đài 1900-1075 của tỉnh để nhờ chính quyền địa phương chở đi sạc điện thoại. Để kịp thời hỗ trợ người dân, đặc biệt là trong mùa bão lũ như những ngày này, từ năm 2020, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào hoạt động tổng đài 1900-1075 để bà con có gì khó khăn cần ứng cứu cứ điện tới đó, như lời ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế. Thông tin gọi đến tổng đài sẽ được chuyển vào nhóm Zalo chung của tỉnh. Lãnh đạo địa phương các cấp sẽ chủ động nhận tin để giải quyết theo trách nhiệm của mình. Ông Phan Thiên Định cho biết, những ngày Huế chìm trong biển nước như thế này, tin từ tổng đài nhảy liên tục gần như 24/24 giờ. Mưa lụt càng to, tin càng nhiều. Tương ứng với điều đó là anh em cơ sở càng vất vả, hiểm nguy, suốt ngày đêm lặn lội đến từng nhà để hỗ trợ theo yêu cầu. Ông Định kể, niềm vui của chúng tôi là mang lại an toàn cho người dân, nhưng chúng tôi cũng được trả lại không ít nỗi buồn, thậm chí giờ khóc giờ cười như khi đến nơi ứng cứu lại nhận được những yêu cầu đại loại như chở đi sạc điện thoại hoặc rất nhiều đề nghị rất trời ơi đất hỡi khác. Đây cũng không phải là năm đầu tiên trong mùa mưa bão, tổng đài 1900-1075 của Huế tiếp nhận những thông tin trời ơi kiểu như thế này. Còn nhớ hồi năm 2020, khi tổng đài mới đưa vào hoạt động và Huế cũng bị lụt lớn tương tự năm nay, chính ông Phan Thiên Định, thời điểm đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng đã nhiều lần la làng. Lý do không ít người dân gọi đến tổng đài với thông tin một đằng, nhưng khi lực lượng cứu hộ tìm tới nơi thì lại bị yêu cầu một nẻo. Có khi người dân gọi cứu hộ để chỉ nhờ những việc rất lặt vặt như đi mua nước uống, chuyển đến ở khách sạn do nhà bị mất điện, tìm người nhà đã là thanh niên, lội lụt đi chơi, đi nhậu lâu chưa về. Thiên tai bão lũ mỗi năm mỗi khốc liệt. Tuy nhiên thiệt hại về người và tài sản trong thiên tai mỗi ngày được giảm thiểu do công nghệ phòng chống ứng phó, do ý thức của người dân mỗi ngày được nâng cao. Tuy vậy thì vẫn còn có một phần ý thức từ người dân là ý thức trêu đùa với cả chính quyền địa phương thì gần như vẫn không thay đổi được bao nhiêu. Và điều đáng nói là ý thức trêu đùa như thế này không chỉ có ở Huế hay trong mưa lũ mà còn khá phổ biến ở nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực từ báo cháy giả cho đến báo cấp cứu giả và nhiều chuyện khó tin khác nữa. Để giải quyết một yêu cầu của người dân trong thiên tai bão lũ, chính quyền địa phương phải huy động lực lượng, nhân lực và phương tiện đôi khi rất lớn và thường trực đối mặt với hiểm nguy, có khi phải trả giá bằng mạng sống. Nên người dân tốt nhất không nên xem các tổng đài như 1900-1075 là nơi để trêu đùa, bởi trêu đùa có khi lại tước mất cơ hội được hỗ trợ của người khác và trong nhiều trường hợp như báo cháy giả còn là vi phạm pháp luật.